Xin chào các bạn nhé. Hôm nay tiếp tục đến cái bài liên quan đến điện tử cơ bản thì mình sẽ bắt đầu học đến cách sử dụng cái đồng hồ điện bản năng này. Thì trước tiên học đến đồng hồ thì các bạn lưu ý này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn mua đồng hồ nhé. Các bạn chọn mua cái đồng hồ nào cũng được nhé. Nhưng mà tuy nhiên ấy, khi các bạn lắc cái tay này, bạn thấy không ạ? Cái kim này của mình này nó không được rời ra khỏi vị trí ban đầu, không được rời quá xa. Các bạn thấy không? Có nhiều cái mình chỉ cần lắc nhẹ như này thôi này, nó rời, nó bay tận trên này. Đấy. Những cái kim đồng hồ mà bị như thế thì khi mình để trong túi xách này, mình va đập vài lần hoặc mình rơi một cái là nó hỏng ngay kim. Đấy, mà cái kim đồng hồ này hỏng thì gần như là khó sửa, nó không có như là hỏng linh kiện nhé. Đấy các bạn này. Đấy ạ, gần như là cái kim nó vẫn nằm ở ngay vị trí ban đầu. Đấy, nó không bị rời được quá xa. Đây là cái cách để chọn đồng hồ các bạn nhé. Thì như mình dùng ấy là mình hay sử dụng là cái đồng hồ này, ở đây đây các bạn nhé, DE3610 này của Đài Loan, loại tốt nha các bạn nhé. Hiện nay mình đang mua là 530.000, tùy theo thời điểm, có thời điểm nó đắt hơn, có thời điểm nó rẻ hơn. Đấy, thì cái đồng hồ này của mình nó có gồm có gì các bạn nhìn thấy ạ, nó có các cái ô ngăn này các bạn thấy ạ. Đấy, đây này, đây này, cái vạch đỏ này, cái vạch đen này, có từng ngăn một và nó được chia ra là 4 ngăn nha các bạn nhé. 4 ngăn. Thì 4 ngăn của mình nó có một cái thang đo, thang đo điện áp một chiều, thang đo DCV là điện áp một chiều. Một thang là thang ACV tức là đo điện áp xoay chiều. Nhá. Thế thì bây giờ trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thang đo điện áp xoay chiều trước. Điện áp xoay chiều tức là cái thang này. Tức là cái thang mà mình không cần phải phân biệt chiều đúng không ạ? Que các bạn phải sử dụng que nào cắm vào chiều nào cũng được. Đấy. Và cái thang đo điện áp xoay chiều này nó gồm đo được những cái thang đó là đo được tối đa là 10V. 10V, cao hơn 10V nó có thể đo 50V. Đo được 250V. Và đo được 1000V nha bạn nhé. Tối đa là được 1000V. Tương ứng như vậy cái thang DC-V này cũng vậy. Đo được từ điện áp từ 0,1V, 0,5V, 2,5V, 10V, 50V, 250V và 1000V. Đấy, tuy nhiên cái thang đo điện áp một chiều này thì sao? Thì các bạn phải đo đúng chiều. Cái que đen này là que âm này, que đỏ là que dương này các bạn nhé. Cái thang mà 2,5V này không phải là chúng ta đo điện áp 2,5V mà là đo tối đa được 2,5V. Tức là chúng ta khi chúng ta đặt vào que đo cái vị trí này, ví dụ đây có hai ổ điện đúng không? Nó được khoảng độ 5V. Thì chúng ta không thể dùng thang 2,5 được mà phải đo thang 10V đúng không? Cao hơn và sát nhất với nó. Đấy. Bạn nhìn này, nếu mà mình đo thang 10V được, nếu mà mình đo thang 2,5V thì nó sẽ bị quật kim nha bạn nhé. Nó sẽ bị quật ngược kim và gây hỏng đồng hồ. Đấy. Tương tự như vậy. Thang 50V là như vậy, mình chỉ đo được với điện áp dưới 50V thôi nha. 250V này cũng thế. Nếu mà mình dùng cái đồng hồ này mà mình đo vặn cái thang này mà mình đo 260V thì cái kim này sẽ bị quật kim và làm hỏng hỏng đồng hồ các bạn nhé. Thang 1000 cũng vậy. Thế thì đo như thế nào? Thế thì trước tiên ấy là chúng ta có cái thang, hai cái thang này rất ít khi dùng này. Hai cái thang này rất ít khi dùng. Mình bắt đầu từ thang 2,5 nhé. Thang 2,5. Thang 2,5 tức là chúng sao ạ? Chúng ta đo tối đa được 2,5V. Vậy chúng ta đọc vào thang nào? Các bạn nhìn đây ạ. Các bạn nhìn thấy đây có cái thang 0 này, 50, 100, 150, 200, 250 ACV. Đây là cái thang mà đo điện áp cả xoay chiều và một chiều đều dùng cái thang này. Đấy. Thế thì khi chúng ta sử dụng thang 2,5, kết quả chúng ta đọc ở cái thang 250 này này. Đấy. Và chúng ta chia cho 100 lần đi nhá. Ví dụ chúng ta đo thang 2,5 mà nó ra được số 50 này thì ta sẽ lấy 50 này chia 100 và nó sẽ được khoảng 0,5V như bạn nhé. Nếu như chúng ta sử dụng cái thang 2,5 này, bên này đi. Bên này không có. Bên này đi mà chúng ta đo được nó ở số đây 150 à 175 này, à 125V này, đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy 125 chia cho 100 nó sẽ được là 1,25V. Các bạn nhé. Nào cho tiếng bé nào. Hỡi ngắt tiếng. Thế tiếp theo là chúng ta có cái thang 10V đúng không ạ?
Đấy, thang 10V thì chúng ta cũng khi đo nó cũng có kết quả hiển thị trên này đúng không? Và kết quả chúng ta đọc nó là thang mà các bạn nhìn thấy số 10 không ạ? Đây, 0, 2, 4, 6, 8 và 10. Ví dụ như sau. Mình giả sử như mình đo một cái nguồn điện áp khoảng 9V. Đây là điện áp DC nhé, nên mình phải có chiều cố định. Que đỏ này là đặt vào cực dương nha bạn nhé. Que đen là đặt vào cực âm. Và khi chúng ta đo ở thang 10V này các bạn thấy không ạ? Thì cái thang này nó có từ 0 đến 10 đúng không? Thì đương nhiên nó chuẩn rồi, nên mình không cần phải chia hay nhân gì cả. Đây nha. Que dương này. Que A có dấu cộng, đặt cái que đỏ vào. Các bạn thấy không ạ? Kết quả được gì? Các bạn nhìn này. Đây, kết quả nó này. Bạn thấy không ạ? Nó được là khoảng độ sấp xỉ 10V. Tức là lúc này là cái viên pin này của mình đang đầy nha bạn nhé. Nó pin này của mình nó đề là 9V. Nhưng mình đo nó sẽ trên 9V một chút. Đây. Đây các bạn này. Nó được khoảng độ 9,2V. Khoảng 9,2V. Thế thì mình chia như sau. Từ đây đến đây là 2 đúng không? Thì cái gạch to ở giữa này nó đây sẽ là 1V này. Từ 2 đây đến 4 này, từ đây đến đây là 4, từ đây đến đây là 4V đúng không? Thì cái điểm giữa 2 và 4 này nó sẽ là 3V. Tiếp tục như vậy, đây đây 6V đúng không? 4 đến 6 thì giữa 4 và 6 nó sẽ là 5V. Mình sẽ chia như vậy nha các bạn nhé. Thế thì bây giờ các bạn này phải chia này, nếu mà các cái gạch nhỏ này sao? Thì đây đây là 1V đúng không? Thì mỗi một cái gạch nhỏ này nó sẽ là được là 0,2V. Giờ ấy đi, anh vào đây xem xong. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng đó là thang đo thang 10V, 10V DC nhé. 10V DC thì chúng ta sẽ sử dụng như vậy. Tương tự như vậy, chúng ta sử dụng cái thang 10V AC cũng thế, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái thang mà có từ 0 đến 10 này. Đây, từ 0 cho đến 10 này. Và kết quả đọc luôn kết quả của trên này luôn nhé, không phải nhân chia gì cả. Thế nếu mà trường hợp ngày mai chúng ta sử dụng thang 50V đúng không? 50V thì sao? Thì đọc ở đâu? 50V thì các bạn nhìn này, trên cái đồng hồ này. Các bạn thấy ạ? Nó cũng có một cái thang, đó là 50V. Cái thang này chúng ta sẽ đo được cái điện áp 50V, cả DC và cả AC đều đọc ở cái thang 50V này hết. Đấy, ví dụ như mình vặn đồng hồ thang 50V đúng không? Mình lắp vào nguồn điện mà nó lên được cái số đây, nó lên được cái số này đi. Số này, số 30 này. Thì có nghĩa là nó được khoảng độ 30V DC. Còn nếu mà chúng ta vặn về thang AC, thang 50 này mà ta đo về số 30 này, thì có nghĩa là chúng ta đang được điện áp là 30V AC. Các bạn nhé. Tương tự như vậy, thang 250V. Đúng không ạ? Thang 250V này là chúng ta đo tối đa là được 250V này. Cao hơn mà đã đặt thang này thì nó sẽ bị quật kim và gây hỏng đồng hồ. Thế đâm ra khi ta vặn đồng hồ thang 250V này thì ta đo điện áp phải dưới 250V nhé. Thì các bạn mới vặn về thang này. Ví dụ ta đo được về thang 250V này mà đồng hồ nó báo ở số 150. Thì có nghĩa là chúng ta đang có một cái điện áp là 150V nha. Bây giờ mình thí dụ luôn. Tương tự mấy bên DC này cũng thế nhé. Đều sử dụng cái thang 250 này hết. Rồi bây giờ ví dụ đo AC thì mình phải đo chuyển sang thang 250. Đấy. Đối với cái trường hợp mà mình đo điện áp AC, đúng không ạ? Đây đường này là 220V này đúng không? 220V. Mình cắm vào đây. Điện áp của mình đây thì hơi khỏe một chút các bạn. Các bạn thấy không ạ? Lúc này điện áp của mình ở đây nó đang được khoảng độ 250V. Hơn 250V một chút. Đấy, thế thì bây giờ đây là điện áp của mình là điện áp này, điện áp AC của mình đang mức cao, đang cao hơn một chút các bạn. Thế thì bây giờ đây của mình có một cái điện áp 110 này, đúng không ạ? Thì mình vẫn phải vặn về thang 250. Nếu như mình vặn về thang 50 nó sẽ bị đánh quật kim nha. Thế thì mình đây mình có một cái cụ 110 này, mình đo đây. Thì chắc chắn điện áp đầu vào cao nó cũng phải cao hơn một chút rồi. Đây. Chúng ta đo nó là được là 115V các bạn. 115V. Bạn thấy không ạ? Đấy. Thì đây cũng chính là cái cách để sử dụng cái thang 250 này, được chưa? Thế thì nay mai ngoài những cái thang này ra thì chúng ta còn thang gì? Đó là cái thang 1000V này, đúng không?
Nhiều bạn thì không biết cái thang 1000 này đo kiểu gì, làm thế nào, đọc kết quả ra sao. Thì cái thang 1000 này các bạn này, trên cái đồng hồ này các bạn nhìn thấy có cái thang nào 1000 đâu, đúng không? Không có cái thang nào là 1000 cả. Đúng không ạ? Đây. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái thang 10 này, 10V DC này, 10V AC này để chúng ta đọc kết quả. Ví dụ như ta vặn vào thang 1000 đúng không ạ? Mà đồng hồ nó chỉ vào cái số 2 này. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lấy cái kết quả của cái thang 10V này ta nhân với cả 10 lần lên, 2 nhân với cả 10 nhân với 100 lần lên, 2 nhân với 100 thì nó sẽ được là 200V. Chúng ta sẽ lấy kết quả ở cái thang 10 và nhân với 100. Tương tự như vậy, ví dụ mình điện áp mình đây đúng không ạ? Nó được khoảng độ 230V. Bây giờ mình sẽ đo, mình sẽ dùng về thang 1000 mình đo nhé. Các bạn thấy không ạ? Đây. Cái này điện áp lên hơi cao này. Các bạn thấy không ạ? Nó lên được gần số 3 này. Gần số 3 này, điện áp nó có cao thật nhưng mà lên gần số 3 này là đang sai số. Bởi vì chúng ta đang để như này đang sai số quá đấy các bạn nhé. Sai số quá. Đấy. Những cái trường hợp này chúng ta chỉ để thang 250V thôi. Bạn thấy không ạ? Nó sẽ được khoảng hơn 250V một chút. Nha. Đấy. Thế thì kết quả là gì? Khi chúng ta muốn đo thang 1000V đúng không? Có những cái điện áp nó cao hơn 250V thì chúng ta phải vặn về thang 1000V. Đấy. Và kết quả khi chúng ta đọc ở thang 1000V nó nằm ở cái thang 10 này. Đúng không ạ? Kết quả của cái thang 10 này mình sẽ nhân với 100 lần lên. Đấy. Ví dụ như mình đo ra được số 2 này đúng không? Mình vặn thang 1000 mình đo thang số 2 này, mình sẽ nhân 100 lần lên, mình sẽ được 200V các bạn nhé. Tương tự như vậy, ví dụ mình đo cái thang này đi, điện áp đây là 115V đúng không? Chắc chắn nó sẽ sai số bởi vì là sao? Đấy các bạn nhìn này. Thấy ạ? Nó sẽ được hơn 100, hơn số 1 được khoảng độ 1,5. Đấy, và lúc này ta nhân 100 lần lên nó sẽ được là 150V. Thì đây chính là cái cách để sử dụng cái thang đồng hồ này. Thế thì như cái mình bảo rồi, thang 250 là mình có rồi đúng không ạ? Thang 50 mình cũng có rồi, thang 10V mình cũng có đọc ở trên này rồi. Đấy, chỉ có thang 1000 này này thì mình phải lấy kết quả hàng 10V này. Đấy, mình nhân với cả 100 lần lên, đúng không? Đấy, tiếp tục là thang 2,5V này thì sao? 2,5V thì mình lại lấy kết quả của cái thang 250V này, mình chia cho 100 lần đi. Nha. Thế cái thang 0,5 này thì sao? 0,5 thì mình cũng sẽ lấy cái kết quả ở thang 50 này này, mình chia cho 100 lần đi nha. Đấy, đây là tối đa là 0,5V thôi. Thang 0,1 này cũng thế. Đấy, mình sẽ lấy cái kết quả thang 10V này mình chia cho 100 lần đi. Là sẽ ra kết quả. Như thường thường ấy, những cái điện áp mà tầm dưới 2,5V, mình khuyên các bạn nên sử dụng đồng hồ số nhé. Thì nó mới chuẩn xác được 100%, đồng hồ kim này nó vẫn có sai số. Đấy. Tiếp theo nữa thì mình, các bạn nhìn này, trên đồng hồ mình đã hiểu được cách sử dụng của thang DC và thang AC rồi đúng không ạ? Cách đo điện áp rồi. Thế thì chúng ta sẽ có cái thang này. Cái thang mà có đề là DC mA. Đây chính là cái thang đo cường độ dòng điện nha các bạn nhé. Thì thường thường ấy, thì khi mà các bạn vặn về những cái thang này, thì cái que đồng hồ của mình này, nó, hai que này của mình nó sẽ như là một các bạn nhé. Đấy, nó như là một, tức là như một cái dây nối. Đúng không? Thế ví dụ bây giờ mình đang trong một cái mạch in, đúng không? Mình thấy đoạn từ đây đang đứt đúng không? Đấy, bây giờ mình phải câu cái dây từ đây sang đây. Thì bây giờ mình có thể vặn về cái thang này. Đấy, và mình chạm một đầu đây, một đầu đầu bên này bị đứt này. Thì ngay lập tức cái dây, cái que đồng hồ mình như một cái dây nối để mình có thể nối cái hai cái điểm đấy lại với nhau. Tương tự như vậy, đây cũng thế này, đây cũng vậy này, đây cũng vậy này. Tuy nhiên là cái thang này là cái thang chịu được cái dòng cao nhất. Nhưng cái thang này nó sẽ chịu cái dòng nhỏ hơn. Như các bạn nhé. Đấy, mình hay sử dụng thang này nhất để đo các cái nghi ngờ đứt thì mình có thể chấm vào, mình đo qua. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái thang này. Thang đo ôm nha bạn nhé. Thang đo ôm. Cái thang từ thang nhân 1 này đến thang nhân 100 này này, nó sẽ sử dụng một cái viên pin, hai viên pin 1,5V trong này và kết quả là nó sẽ có 3V các bạn nhé. 3V nó đi ra hai cái que này các bạn. Đi ra hai cái que, màu đỏ và màu đen. Cái que màu đỏ này chính là que âm này. Que màu đen này chính là que dương ở trong đồng hồ này ra này. Đấy, pin nó lúc này khi mình vặn về mấy thang này này thì điện áp ở trong này nó đi ra đây. Nó sẽ là que dương.
để đi ra que đỏ lại, nó lại chính là que âm nha các bạn nhé. Đấy, tương tự như vậy, đây hai cái thang này, thang nhân 1k và thang nhân 10k, nó chính là cái thang để đo, cũng là đo điện trở, đúng không? Nhưng mà nó ở cái mức cao hơn và nó sử dụng cái viên pin, đó là viên pin 9V này của mình này. Đấy, và kết quả của những cái thang này nó đều đọc ở đây các bạn này. Đọc đây, ví dụ ta vặn về thang nhân 1, đúng không? Thì kết quả ở đây này các bạn để nguyên như các bạn nhé. Đấy, kết quả ở đây ví dụ như là mình để thang nhân 1 đúng không, mà đồng hồ ví dụ đây, ví dụ mình đo, mình chỉnh này sai đi, trước khi các bạn chỉnh ấy các bạn phải cân chỉnh cái kim này nó về vị trí không rồi bắt đo mới chuẩn được nhé. Đấy, đấy bạn thấy không ạ, các bạn phải cân chỉnh đồng hồ vị trí không nhá. Đấy, và khi chúng ta đo, chúng ta vặn về thang nhân 1 này thì ta đo nó về số bao nhiêu, các bạn đọc đúng cái số đấy và thêm đơn vị ôm vào thôi. Ví dụ đây, đấy ví dụ đây mình nó về số 0 đi chẳng hạn, đúng không, số 0. Đấy, thì lúc này ta đọc đơn vị nó là 0 ôm nha bạn nhé. Thế nếu như nó không về số 0, ví dụ mình cắm vào, đúng không? Nó về cái số này 5 này, 6, 7, 8 là mình tự chia ra nhé. Cái này bạn phải tự chia nhé, này trong này có các cái ô bạn phải tự chia, 5 này, 6 này, 7 này, 7 thì đơn vị chúng ta sẽ đơn vị là ôm, là thành 7 ôm. Đây cũng chính là cách để đọc cái thang đo ôm này. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ sử dụng thang nhân 10. Trước khi đo chúng ta phải cân chỉnh đồng hồ về không, thì đo kết quả mới chuẩn nhé. Đấy, cân chỉnh đồng hồ về không. Sau khi chúng ta cân chỉnh đồng hồ về không thì sao nhỉ? Thì chúng ta sẽ đo, đo và kết quả của nó chúng ta sẽ nhân với 10 lần lên. Ví dụ như mình đo đây, đúng không? Nó về số 7 này chẳng hạn, đúng không? Thì ta sẽ lấy 7 nhân 10 và được 70 ôm các bạn nhé. Đấy, lúc này chúng ta sẽ đọc là 70 ôm. Tương tự như vậy, chúng ta vặn về thang 100 thì cũng thế. Trước khi đo chúng ta cũng phải là, chúng ta phải cân chỉnh về không như này. Đấy, đấy, và khi mà chúng ta đo kết quả thì sao? Ví dụ mình chỉnh sai này đi, thấy chưa? Ví dụ như kết quả mình đo nó nằm ở đây, nó nằm ở số 6 này chẳng hạn, đúng không? 6 nhân với 100 bằng 600 ohm nha bạn nhé. Đấy, đơn vị sẽ 600 ohm. Thì ngoài cái kết đơn vị này ohm này các bạn thấy không? Thì bên trên này nó có nhân với 1k, tức là 1 ki nó ohm. Đấy, cái này nhân với 100 ohm, cái này là 1 nhân với 1 ki nó ohm. Cái này nhân với 10 ki nó ohm thì ta đọc kết quả cũng phải là ki nó ohm nhé. Ví dụ ta vặn vào thang nhân 1k, đúng không? Ta vẫn phải cân chỉnh về không. Thì nay mai cái này thì liên quan đến bài điện trở mình sẽ hướng dẫn các bạn đo nhé. Đấy, ta vặn về không này. Đấy, ví dụ bây giờ mình đo một cái đồng hồ, một cái con trở nó lên được cái vị trí như này. Chạ. Lên vị trí số 6 đúng không? Và đơn vị đây nó là k các bạn thấy không? Thì chúng ta sẽ đọc nó là 6k các bạn nhé. Ví dụ chúng ta có một con điện trở khác nó lên như này. Đây, như này là nó được 3,5 đúng không ạ? 3,5 nhân với 1k nó sẽ là 3,5k. Thì đây cũng chính là cách để sử dụng thang nhân 1k. Tiếp theo nữa là ta sẽ sử dụng thang nhân 10k. Đúng không ạ? Trước khi đo ta phải cân chỉnh đồng hồ về không. Đây có núm này. Đấy. Đấy, và đồng thời chúng ta bắt đầu đo. Giả sử như sau, mình đo một con điện trở này nó có giá trị như sau. Nó giá trị được khoảng độ số 5 đúng không ạ? 5 nhân với cả 10k nó sẽ được 50k nha các bạn nhé. Kết quả nó sẽ là 50k. Giả sử mình có một con điện trở khác như thế này. Đây, con điện trở khác như thế này. Đây, 2,5 đúng không ạ? 2,5 nhân với 10k nó được khoảng độ là 25k như bạn nhé. Đấy, tiếp theo nữa là chúng ta có cái thang để đo cái gọi là HFE. Đây là cái thang hệ số, đo hệ số khuếch đại. Cái thang này thì gần như không dùng đến như các bạn nhé. Gần như không dùng đến thì mình bỏ qua. Thì trước khi đo đồng hồ ấy thì có một cái thang, đó là cái thang nhân 1 này, nó rất hay bị đo nhầm điện và gây ra chết. Các bạn nhiều khi các bạn đo nó sẽ gây ra sai số. Thì trước khi các bạn đo ấy thì đối với thang nhân 1 này các bạn, nhân 1 ôm này, các bạn phải cầm hai que đồng hồ vào nhau như này. Cầm vào như này. Nó kim nó không được lên, được phép lên. Kim mà nó lên thì thang này đang hỏng như các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo thang nhân 10 cũng thế. Đấy. Đương nhiên là thang nhân 100 trở lên thì có thể là nó sẽ lên một ít. Đây các bạn thấy không? Lên một tí không? Kim hơi rung rung. Đấy. Thang nhân 1K thì nó sẽ lên nhiều hơn. Các bạn thấy không? Thế đâm ra khi đo vào đồng các con linh kiện điện trở hoặc là đo các cái thiết bị cần đo thì các bạn nên hạn chế cầm một cái đo.
Bởi khi các bạn cầm một cây đo thì các bạn nhìn này, cơ thể chúng ta nó như một con điện trở. Đấy, và nó gây ra sai số. Nhất là thang nhân 10K này mà các bạn cầm cây đo này đo sai từ lơ luôn. Bạn thấy không ạ? Đấy, thì đây cũng chính là cách sử dụng đồng hồ vạn năng nhé. Thì bài sau mình sẽ chuyển sang một cái bài mới liên quan điện tử các bạn nhé bạn nhé. Chúc các bạn làm thành công.